Lục, Lục. Xin chào Nam Hiền. Chào anh Tâm Hiền Nguyễn. Vậy cái biến Song Ca với Tâm Ca mình đứng chung tới nhà kích động lá đào xanh. Kìa, cậu Dũng, chợ quê đang vui bằng chợ tỉnh, mà ngày nào em cũng gặp cậu hoài vậy. Dạ, còn một tuần nữa là hết hè rồi, tôi phải lên tỉnh để tiếp tục việc học. Xin chào con Hiền. Tôi không hiểu tại sao, trong lĩnh làng về quê, tôi lại thích đi những phiên chợ. Để nhìn cô Tâm bán trầu xanh vào những buổi chợ đông có rất đông khách hàng. Họ bảo trầu của cô là trầu duyên trồng nở, trầu nên trồng nên giờ. Nhưng tôi tới đây chỉ mua trầu của cô Thăm. Cậu đừng có lấy chùm cây trầu, em sẽ lựa tỏ lá trầu xanh. Tôi mua cả vườn trầu, cô Thăm bán hay không? Sao không lo cho phận mình? Cậu Dũng nói chuyện gì mà tôi chưa kịp hiểu. Tôi nói tôi mua cá dừng trầu là mua luôn người bán. Hả? Mua luôn người bán? Không học có chịu làm công. Người ta đi buôn đi bán là để kiếm được nhiều tiền. Có dịp mai được người hỏi mua cả vườn trầu, tại sao Thắm chối từ không bán? Cậu Dũng ơi, trong một vườn trầu có nhiều lá sâu, lá vàng, cậu vui về rồi ai trồng tỉa xăm xăm lá trầu xanh, ai ngày ngày thức khuya dậy sớm gánh gồng đi cho kịp sợ trễ phiên họp chờ cho cao hóc môn không nhớ trầu bà đêm cho trai xóm. Thank you.
Nhưng rồi cũng có một ngày nào đó, Thắm phải nghĩ đến chuyện chồng con. Thì Thắm không còn là cô gái bán trầu xanh, ngày ngày quải gánh ngồi ở phiên chợ buồn để nhặt từng đồng từng cắc. Còn lâu lắm Thắm mới nghĩ đến chuyện chồng con, vì vì Thắm không muốn phiên chợ buồn buồn thêm khi mất Thắm. Có mà những sự hy sinh mà không cần ai biết đến, có những nỗi tiếc thôi mà không muốn ai hay. 18 xuân rồi mộng với tầm tay, Thắm không qua vô duyên mà không có người gian hồi. Nhưng mấy đám rồi Thắm đều từ chối, không phải chê bay không ý hiệp tâm đầu. Thắm tự với mình như tầm thiên nở dâu, mà kìa cậu có nghe Thắm à, có phải vì hai câu ca dao đó mà đời của Thắm bị ràng buộc hay không? Cậu Dũng à, Thắm nghĩ là Thắm không có quyền phụ rẫy lòng thương của bà con nói xóm đã tặng Thắm bài ca tiền tụng đó. Tôi biết là Thắm đang mang niềm kiêu hãnh tự dí mình như những anh thơ tiết phụ ngày xưa mà. Kìa, cậu Dũng, cậu đừng nói vậy chứ. Thắm muốn được thế nhân sùng bái tôn thờ, chiêm ngưỡng Thắm bằng một bản hùng ca thế hệ chứ gì. Không phải như vậy đâu cậu Dũng. Nhưng Thắm ơi, đó chỉ là tiếng hát nghêu ngao của bầy trẻ thơ trong xóm chờ, chứ không phải là lời vàng son được ghi vào trang sử muôn đời. Đem tuổi xuân mà gợi gió lưng trời, rồi đôi ba năm sau trầu già lá úa, khi viên chợ chiều ế ẩm người mua, ngồi bên gánh trầu mà nặng trĩu sầu tư, liệu Thắm còn nghe được những bài ca xưa cũ hay chỉ còn nghe lời mai mẹ của bầy trẻ thơ nơi xóm chợ tiêu điều. Cậu Dũng, sao cậu lo cho Thắm cả chuyện mai sau? Thắm không lấy chồng, Thắm già, Thắm xấu mặt Thắm. Cậu bận tâm làm gì một cô gái quê mùa ngồi bán trầu xanh nơi góc chợ? Tôi cũng không hiểu tại sao tôi lại lo cho Thắm, hay chính tôi là trai thôn đồi còn nàng là gái xóm đông. Qua những phiên chợ buồn lầy lội bước chân, tôi cũng chẳng ngại mưa dầm gió buốt, đến gặp cô bán trầu xanh với tình xóm giềng quen thuộc. Tuy cổng ngõ xa xôi không cùng chung lối bước, nhưng hai nhà cách nhau chỉ một giường trầu. Chỉ một giường trầu mà đã hay xa nhau, còn bức tường chai cách có lẽ suốt đời ngăn cách. Khi đã yêu nhau thì sang hèn không còn cách biệt, chớ thăm đừng ngại ngùng gì.
họ đổi mùng tăng. Thắm cảm ơn cậu Dũng, nhưng cậu cho Thắm suy nghĩ một thời gian. Thắm à, còn một tuần nữa tôi lên tỉnh nhập trường rồi. Với thời gian đó có đủ để Thắm suy nghĩ mà trả lời dứt khoát được hay không hả Thắm? Chỉ còn một tuần nữa là cậu lên tỉnh rồi à? Phải. Xin chào lão già. Chắc có người buồn. Hả? Ai vậy? Cậu gì? Ngày đó dù có mưa mai nắng nắng lên mây, Thắm cũng nghĩ một mũi để. Để làm gì? Hả? Thắm tiễn tôi à? Dạ phải. Thắm muốn được tiễn chân cậu đi một đoạn đường, để cậu sanh thương nhớ cậu rồi la. Nghĩa là Thắm đã yêu anh phải không? Như cao nắm trầu xanh, nguyện bên nhau ta thiết tâm nồng, dùng đừng có quên em. Thắm ơi anh yêu em đến trọn cuộc đời, dù vật đổi tình mình mãi không phai. Anh sẽ về thưa cùng cha mẹ, lo mâm trầu cao đem dặm ngõ bên nhà. Thắm. Dạ, cậu Dũng gọi em làm chi? Thắm à, đừng gọi anh bằng cậu chi nữa, kêu bằng anh cho nó thân mật hơn mà. Cười mà vui mà. Bị em quen miệng rồi ha, không ấy anh về trảm đi để em tập cho quen, rồi cái khi nào anh xuống rồi em kêu. Ê, xin chào anh Tiến. Em gọi bằng anh rồi đó